chỗ này mới hay. Dạ. Rồng lúc đó sinh sống trên đất liền, bản thân nó rất là cường tráng, có thể bay, giỏi bơi, muốn làm hộ tướng, cũng muốn làm cúng dương, vua loài thú, tranh địa vị với họ. Thế là nhân gian xảy ra một trận long tranh hổ đấu. Kết quả là có phân thắng bại. Cuối cùng Ngọc Đế biết chuyện trận đấu dằn dai của chúng, bèn hạ chỉ gọi chúng lên thiên đình để phân xử. Lúc đi Rồng nghĩ mình tuy to lớn nhưng không oai phong bằng hổ, sợ Ngọc Đế đánh giá mình thấp, không cho làm thú vương, cũng không xếp vào hàng phụ tướng. Lúc đó tiểu đệ là Ngô Công, tức là con nít đó. Dạ. Mách kế, bởi vì bây giờ không ăn con gà nó vẫn nó ăn gặp con rít luôn á. Ngô Công đó là con rít thế, mách kế đó là nói Ngô gà gặp hả? Để tao đọc ngoài đọc cho con nhận thức. Lão gà có một cặp, lão gà có cặp sừng đẹp, tức là cửa gà đó, chi bằng mượn của lão để đi làm vậy Long đại ca nhất định sẽ thêm phần quay phong. Đọc có chừng đó. Rồng nghe nói cả mừng, bèn cùng đến tìm lão gà mượn sừng, mượn cái cửa đó. Gà nghe nói rồng mượn sừng của mình nhất định không chịu. Rồng sốt ruột chỉ lên trời thề nói: nếu ta không trả sừng lại cho ngươi, về đất liền sẽ chết ngay lập tức. Rết đứng một bên cũng nói vào: nếu Long ca mà không trả sừng cho lão, lão cứ tìm ta mà ăn thịt. Con gà đó. Sao lại bị con rít nó nói gà vậy? Gà thấy rết đứng ra bảo đảm, bèn cho mượn là sừng. Cho mượn sừng á. Rồng và hổ đến thiên cung, Ngọc Đế thấy rồng và hổ đều rất oai phong, bèn hạ lệnh cho rồng và hổ đều làm thú vương. Hổ làm vua loài thú vương đất liền, còn rồng thì làm vua loài thị tộc ở dưới nước. Hổ tất nhiên có thể làm phục tướng, rồng cũng có thể thành phục tướng, chỉ có điều được xếp sau một chút. Thế là rồng và hổ cả mừng cáo từ Ngọc Đế trở về phàm trần. Sau khi trở về, rồng thầm nghĩ: nếu mang sừng trả cho gà, loài thủy tặc thấy mình trụi lũi thì sao có thể phục tùng cho được. Thế là rồng quyết định không trả sừng cho gà, một mạch phóng xuống nước, không trở lại đất liền nữa. Gà thấy rồng không trả sừng, tức giận mặt đỏ ao, lòng cũng quá hận hơ rết. Rết vì chuyện này mà phải trốn vào các hốc đá để tránh mặt gà. Ngày nay chúng ta vẫn còn thấy mặt gà đỏ ao. Rết cũng khó mà bò ra mặt đất, vì một khi gà mà thấy được rết là sơi ngay. Hơn nữa mỗi sáng là gà đều gọi Long ca, con gái đó: Long ca trả sừng cho ta. Long ca là phần lớn, đại ca đó, trả sừng cho ta nữa gái. Long ca trả sừng cho ta. Còn rồng thì từ đó không dám lên được đất liền. Tuy rồng chỉ là con vật hư cấu trong 12 sinh tiêu, nhưng người Trung Quốc đối với rồng lại vừa kính vừa sợ, đặc biệt xem nó như con vật tôi ăn. Ngọc Đế tự xưng là chân long thiên tử, còn Bá Tính thì tự xưng là điểm nhân của rồng. Mình thờ rồng rồi. Ông ngoại có cái này là Long ca trả sừng cho ta. Ông ngoại có cái này là 12 con vé của mình. Là cái gì? Hỏi tiếp thôi. Con gà. Ủa không, ngoại có mấy cái này là hồi đó là con rồng nó mượn sừng của con gà. Rồng lấy hình đó nữa, ngoại đâu có thấy đâu. Thì đó, rồng mượn sừng của con gà mà không trả đó. Không trả đó, nó phải rồng. Bởi vì con gà nó gáy, nó đòi hoài. Nó đòi là hồi đó con thật thì con rít á. Thì nó nghĩ rồng, nó nếu mình được nộp nữa mà. Thì nó là kể vậy đó. Không trả đó, Long ca không trả đó, sừng đó. Ngựa, cái cặp sừng đó, cặp sừng đó con rồng là cái con cựa con gà. Không trả rồi nữa mà. Gà mà gặp đâu á, cứ ăn thịt con thịt nít á. Bây giờ mà gà mà gặp á là con nít thì nó nuốt, phải lớn cũng nuốt hết. Cái gì cũng gặp rít là ăn à? Ăn liền. Ăn nguyên con luôn á. Hay lắm, cười không? Đó, đồng là vậy. Bởi vì đồng nó quịch mà nó quịch á. Con muốn chuyện nhanh rồi ba. Nhanh hả? Nhanh đi con chạy đi. Con trả anh không? Ở trong nhà chạy nhanh, không được ra ngoài đường nhanh.
con thì con qua được, con chạy đi. Xe dạ nó gáy đó. Đi con nè, lấy rồi là đem xuống dưới đất chạy đi. Đem xuống sân đi. Ba phải đem xuống. Con tự đem đi con. Đứng đứng con đứng dậy con mang xuống. Đứng dậy mang mang xuống. Rồi để ba mang cho. Con rồng đâu có sừng đâu. Nó mượn cửa con gà. Ủa con cửa dưới chân đó không? Ở cửa chân nó mượn là con sừng. Ủa bà con con thú gì? Gà. Con thú gà hả? Con thú dậu. Ờ thú gà. Dậu chứ gì cầm. Dậu ha. Ờ dậu. Dậu trước rồi tới nó dậu nó nói nhiều chuyện lắm nhưng mà điều đập cái cho cái gọi tụi dậu ấp dậu là tính tình sao rồi 45 thủy đập là chín phải không không con là ấp dậu ở là ấp dậu kỹ dậu ấp dậu gì sao sao con là ấp dậu con ấp dậu trăm là chín chưa có bố chưa có còn nhỏ chưa có đâu sao ba 206 rồi còn nhỏ đây nè gà đứng hàng thứ 10 trong 12 con tiêu nè gà nè phối hợp rồi hai vị trí là dậu phải không cho nên giờ dậu là từ 5 giờ chiều đến 5-7 giờ tối tức là hồi đó là một canh giờ là 2 tiếng đồng hồ bây giờ là quải lấy vẻ tốn làm gà tốn là gà cương điền thời cổ kê dương là một tên chuyên ăn mà là miếng làm chứ kê dương cái tên hồi xưa đó là cái kê dương là con vua gà một vua đó là một tên thiên ăn nhưng mà làm biến làm chiếu thắng cả ngày gây chuyện hơn kẻ độc đang nghe hơn nữa lấy việc đánh nhau làm vui những đức tính này ngày nay còn lưu lại nơi gà.